Khê Nệ bê hộp đồ đi theo các tình nguyện viên lên chung cư để nhận phòng. Vợ chồng chị Nhung quê ở Long An chia sẻ, rất vui mừng khi được đưa đến nơi an toàn, tạm đánh dịch. Theo chị Nhung, cách đây 2 tháng, vợ chồng chị đưa nhau lên thành phố Hồ Chí Minh để khám thai. Không ngờ đúng lúc thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Về quê không được, tiền mang theo cũng cạn kiệt. Trong lúc chưa biết sẽ dọn đi đâu, thì được phường mời đến ở chung cư khang trang lại thoáng mát. Em đi khám thai, em lên đây em bị dịch đó rồi, em bị ngưng tại đây luôn. Khó, rất là khó khăn, rất là mệt lắm, ức chế nhiều lắm. Bây giờ em được bố trí ở đây thì em cảm giác như nào? Em thấy nó nói chung mà nhẹ nhẹ lòng với lại như là thoải mái. Chứ phải áp lực bên kia, phòng trọ rồi đủ thứ các thứ cho. Tại chung cư 1050, mỗi căn hộ có diện tích từ 60 đến 90 mét vuông, rất sạch sẽ, thoáng mát. Và mỗi căn hộ này sẽ được bố trí cho từ 3 đến 4 năm người ở. Trong những ngày đầu, người dân mới chuyển đến thì quận sẽ lo cơm nước. Những ngày tiếp theo, người dân sẽ tự nấu ăn. Tuy nhiên, mỗi người dân sẽ được phát một túi ăn sinh, vật dụng cá nhân và 500.000 đồng tiền mặt. Mỗi căn hộ 4 người, 3 người hoặc là 5 người đó. Mỗi người trong hộ thì một phần này gạo, đường, bột nêm, nước tương, dầu ăn và sữa nữa. Thì có nhiều hộ là có trẻ em nữa, tôi phải đầy đủ hết. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, ngoài những túi an sinh được hỗ trợ, người dân có thể mua thêm khi xe bán hàng lưu động được bố trí đến bán. Tuy nhiên, mọi người phải đảm bảo công tác chống dịch, tuyệt đối không giao lưu, tuân thủ 5K, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi bà con ổn định, sẽ được tổ chức tiêm vaccine. Theo kế hoạch thì quận Bình Thạnh sẽ đưa 2.000 người tại những vùng có nguy cơ cao đến các địa điểm mà quận đã bố trí. Tại mỗi địa điểm sẽ có các lực lượng phụ trách về an ninh, y tế, hậu cần để chăm lo cho người dân khi đến đây lánh dịch. Theo ghi nhận tại chung cư 1050, càng về trưa thì số lượng người được đưa đến đây rất đông. Phần lớn trong số họ là sinh viên, những hộ lao động nghèo ở các khu nhà trọ. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 5, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16. Sức ép từ việc phải phân phối hàng thiết yếu đến tay của gần 9 triệu người dân đang đè nặng lên lực lượng hỗ trợ. Bởi hầu hết các điểm bán hàng lưu động, rồi thương mại điện tử hay là shipper giao thực phẩm đều đã tạm ngừng hoặc là chỉ hoạt động cầm chừng mà thôi. Tuy vậy, sau 5 ngày triển khai thì công tác đi chợ hộ người dân đã diễn ra suôn sẻ hơn. Các lực lượng cũng đang tăng cường nhân sự, bởi theo dự báo thì sức mua ngày cuối tuần sẽ tăng lên rất nhanh.